Thưa quý vị, thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở cùng với kinh phí của Trung ương, trong nhiều năm qua, phường Hòa Quý, quận Hải Sơn đã huy động được nhiều nguồn lực giúp người có công cải thiện rõ rệt về điều kiện nhà ở. Trong hai cuộc kháng chiến, Hòa Quý, quận Hải Sơn là vùng đất cách mạng. Ngày nay đây là địa phương có nhiều gia đình chính sách với hơn 800 gia đình người có công. Đây là căn nhà khang trang của gia đình bà Nguyễn Thị Miễn ở tổ 1 phường Hòa Quý vừa được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở. Đó thì mình cũng hỗ trợ cái này cái nọ, hay là cái miếng nước miếng non, hay là cái chi mình cũng hỗ trợ hết rồi. Cũng rất là trợ không riêng cho mình không sợ không lạnh hết á. Cũng như nhiều địa phương khác, phường Hòa Quý luôn quan tâm đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Ngoài việc hoàn thành hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở quy định tại nghị quyết số 132 của Hội đồng Nhân dân thành phố, phường còn tích cực vận động từ nhiều nguồn lực khác nhau để có thêm kinh phí hỗ trợ cho người có công ngoài mức hỗ trợ theo quy định. Gia đình chính sách người có công, những người đã có một cống hiến một phần xương máu cho cái giải phóng đất nước thì thấy bây giờ thì phường cũng đã rất là quan tâm. Bên cạnh đó thì có việc hỗ trợ sửa chữa xây mới. Năm 2022 thì phường là xây mới 4 cái nhà người có công. Thì mỗi nhà là trị giá là theo quy định thì trị giá là 60 tỷ đồng. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, hy vọng trong thời gian tới nhiều địa phương trên địa bàn thành phố cũng sẽ tiếp tục chủ động xã hội hóa, huy động các nguồn lực để cùng chung tay hỗ trợ cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, không chỉ nhà ở mà còn để phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.